chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Hôm nay có dòng chữ con cá bò. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Hôm nay mình sẽ làm vòng tay có dòng chữ con sò nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xỏ bò đen này nhé mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xỏ màu khác vào. Đây là màu khác của mình. Giờ mình sẽ tiếp tục xỏ màu cam nha.
Đây là phần màu cam của mình nhá. Đây là phần màu cam của mình mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục phủ thêm màu vàng vào. Sau màu vàng mình sẽ xóa chữ. Mình đã hoàn thành nhá. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh cho mình nhá. Đây là chiếc vòng của mình. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh cho mình.